Hello, chào các bạn đã đến với kênh Cô Đen Vlog của mình nha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn chiếc Kobenco SK300 gấp rất lẻ trên sông nha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông ủng hộ mình nha các bạn. Chiếc này gấp rất lẻ là chiếc đấu cần gồng mọi dịch nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và bấm chuông để ủng hộ mình nha các bạn. Đấu cần nha các bạn, dài 20m nha. Đây là nhà lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nha các bạn.